Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ khóa 2 tổ chức phiên họp thứ 8. Lóng Luông tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn y tế quốc gia giai đoạn đến năm 2020. Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2016. Cùng một số tin hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam và Chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2019. Cuối chương trình là phóng sự Vân Hồ chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô 2017. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 2, đồng chí Nguyễn Huy Anh, Phó Bí thư Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì phiên họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2017. Trong tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo hướng dẫn các xã chuẩn bị đất, giống, vật tư phân bón để sản xuất vụ đông xuân theo kế hoạch và phòng chống sương muối rét đậm rét hại cho cây trồng vật nuôi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Theo đó, đã phát dọn được 2.250 ha diện tích nương rẫy và cây bừa được 335/700 ha diện tích lúa vụ xuân, khảo sát được 70 ha diện tích trồng cây ăn quả tại trung tâm hành chính chính trị huyện với 159 hộ tham gia, mở 8 lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng một mô hình tự nguyện trồng khoai tây với quy mô 3 ha. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ diễn biến ổn định, hàng hóa lưu thông với số lượng vừa phải đáp ứng nhu cầu mua sắm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của nhân dân. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.500.000.000 đồng, bằng 20% dự toán quý 1 năm 2017. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được duy trì. Theo đó, đã có 6.439 lượt người được khám và điều trị. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn hai xã Suối Bàng và Liên Hòa xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 trong năm 2017. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao được duy trì, nổi bật là ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội Hoa Ban năm 2017. Công tác truyền thanh truyền hình được nâng cao cả về chất và lượng với 55 chương trình truyền thanh truyền hình, 12 chuyên mục phát hàng ngày trên sóng Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu nghe đài và xem truyền hình của nhân dân. Trong tháng đã tổ chức chi trả trợ cấp cho 166 đối tượng là người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 281 triệu đồng. Công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đã tổ chức họp giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyển quân năm 2017 và phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân đúng thủ tục, đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu cấp trên giao. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các ban ngành, đoàn thể huyện theo chức năng nhiệm vụ của mình tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 theo kế hoạch. Đặc biệt, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ hội Hoa Ban, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng kế hoạch cụ thể để di chuyển xuống trụ sở mới, triển khai trồng 100 ha cây ăn quả tại xã Trường Khoa, Vân Hồ, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, làm tốt công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, ra soát các nguồn vốn để phân bổ cho các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả. Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2017, ngày 26 tháng 2, xã Lóng Luông tổ chức lễ công bố quyết định đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Lương Thị Hiền, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Để được công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, thời gian qua, xã Lóng Luông đã làm tốt công tác kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của xã, quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Đến nay, trạm y tế xã có một nhà 2 tầng, diện tích sử dụng 184m² với 12 phòng chức năng và một nhà xây cấp 4 với 4 phòng chức năng. Được trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật, y tế cơ bản thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại cơ sở. Bên cạnh đó, xã Lóng Luông luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y bác sĩ của trạm. Hiện nay, trạm có 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 nữ hộ sinh và 11 nhân viên y tế bản. Thường xuyên chỉ đạo triển khai và phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, làm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, tổ chức tuyên truyền áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ, trẻ em, v.v. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương thành tích mà xã Lóng Luông đã đạt được,
đồng chí đề nghị xã Lóng Luông tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, hiện tốt mô hình không sinh con thứ ba, không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, không chọn giới tính khi sinh, vận động nhân dân không mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã chuyển trao giấy chứng nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020 và tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Ngày 6 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên đã tổ chức hội nghị công chức viên chức và người lao động năm 2016. Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức viên chức của đơn vị năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo công tác tài chính, tình hình thu chi tài chính năm 2016. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên là bệnh viện tuyến huyện hạng 2 với quy mô 190 giường bệnh, được chia thành 4 khoa phòng chức năng. Bệnh viện hiện có 168 cán bộ công chức viên chức, trong đó cán bộ có trình độ đại học và trên đại học đạt 25%. Năm 2016, công tác khám chữa bệnh của đơn vị cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm đã khám và điều trị cho trên 70.000 lượt người, trong đó có 16.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Đã triển khai ứng dụng 3 kỹ thuật lâm sàng vào điều trị người bệnh, bao gồm điều trị tiêu huyết khối ở bệnh nhân nhồi máu não cấp cứu sơ sinh, tiêm nội khớp và một kỹ thuật cận lâm sàng xét nghiệm đông máu cơ bản. Công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh, quy trình khám chữa bệnh không ngừng được cải tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh theo đúng đề án của Bộ Y tế đã đề ra, đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng luôn được bệnh viện chú trọng. Theo đó, đơn vị đã cử nhiều bác sĩ tham dự các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn do bệnh viện tuyến trên, đầu ngành tổ chức và tổ chức đào tạo tại chỗ, tập huấn về chuyên môn, quy tắc ứng xử cho cán bộ nhân viên. Công tác quản lý sử dụng tài chính tài sản, đảm bảo đúng quy định, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng và thực hiện tốt bộ quy chế dân chủ, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ công chức viên chức người lao động bệnh viện tiếp tục phấn đấu trong năm 2017, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 100%, khám trung bình hàng năm trên 60.000 lượt người bệnh, có trên 30% bác sĩ có trình độ sau đại học, 5% cán bộ viên chức có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, 50% cán bộ lãnh đạo khoa phòng có chứng chỉ quản lý bệnh viện, quản lý nhà nước, phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn vững mạnh. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018 gồm 3 đồng chí và tổ thư ký cam kết thi đua giữa các khoa phòng trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2017. Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Ban Giám đốc, các đồng chí nguyên là cán bộ bệnh viện và toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên. Tại buổi tọa đàm, cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang của ngành y tế nói chung và của Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên nói riêng. Nghe lại thư Bác Hồ gửi hội nghị cán bộ ngành y tế ngày 27 tháng 2 năm 1955. Trong thời gian qua, hệ thống y tế của đơn vị tiếp tục được kiện toàn, củng cố. Cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư hiện đại. Đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên không ngừng lớn mạnh. Kiến thức chuyên môn được chú trọng quan tâm, thường xuyên được đào tạo, tập huấn ở các bệnh viện tuyến trung ương. Triển khai ứng dụng được nhiều kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị cho người bệnh đạt hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh, nhất là thủ tục ra vào viện, triển khai có hiệu quả hoạt động xã hội hóa trong khám chữa bệnh. Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ hàng năm. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị năm 2016 đã được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành trao tặng. Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu và cán bộ nhân viên y tế của đơn vị đã được thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng với các tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương và ngành y. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các đơn vị y tế trong toàn huyện, ngày 27 tháng 2,
Trạm Y tế xã Vân Hồ đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau nghe thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hội nghị cán bộ ngành y tế ngày 27 tháng 2 năm 1955, ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Trạm Y tế xã Vân Hồ, kết quả hoạt động công tác năm 2016. Theo đó, từ khi thành lập đến nay, Trạm Y tế xã đã làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Riêng năm 2016, trạm đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho 3.280 lượt bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú là 109 người, chuyển tuyến trên 66 bệnh nhân. Cũng trong năm, trạm đã khám y tế dự phòng cho 6.829 lượt bệnh nhân. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia như phòng chống sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, lao, phong, v.v., phòng chống các bệnh không lây nhiễm, công tác tiêm chủng mở rộng, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em được duy trì định kỳ hàng tháng. 99% trẻ em được uống vitamin A. 100% học sinh tại các điểm trường trên địa bàn được kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần trên năm. Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS được triển khai có hiệu quả. Nhân dịp này, lãnh đạo phòng y tế, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, nhân viên trạm y tế xã Vân Hồ, đồng thời mong muốn trạm y tế xã Vân Hồ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như tử mẫu. Ngày 24 tháng 2, Chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ tổ chức đại hội chi đoàn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2019. Đây là đại hội được huyện đoàn Vân Hồ chọn làm điểm rút kinh nghiệm trong khối chi đoàn trực thuộc. Chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ hiện nay có 16 đồng chí đoàn viên, trong đó có 5 đồng chí là đảng viên. Nhiệm kỳ 2014-2017 được sự quan tâm của chi bộ và ban thường vụ huyện đoàn Vân Hồ, công tác đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình huyện đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống được tập trung nâng cao chất lượng thông qua nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và hai phong trào lớn của đoàn là xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Các chương trình hoạt động tình nguyện được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở. Trong nhiệm kỳ, chi đoàn đã phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, tổ chức thăm tặng hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Tân Xuân, Tô Múa, Triềng Yên, Vân Hồ, Mường Men, Mường Tè. Thường xuyên tổ chức thăm hỏi động viên các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Vân Hồ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm. Qua đó khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong mỗi đoàn viên thanh niên. Công tác xây dựng đảng, chính quyền cũng được chi đoàn thường xuyên quan tâm. Qua đó đã trình chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp đảng cho 4 đồng chí. Trong đó có 3 đồng chí đã được kết nạp vào đảng, 1 đồng chí đang hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng, 2 đồng chí đã hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trịnh Lương Hữu, Bí thư chi bộ Đài Truyền thanh Truyền hình, đồng chí Nguyễn Thị Lư, Bí thư huyện đoàn Vân Hồ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành khóa 2 cần đề ra chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu Ban chấp hành chi đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình huyện nhiệm kỳ 2017-2019 gồm 5 đồng chí và tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hải được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi đoàn khóa 2, bầu một đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vân Hồ lần thứ 2. Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa khô năm nay, trước những dự báo về tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, không khí khô hanh tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Để chủ động bảo vệ tài nguyên rừng, công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2017 đang được Hạt Kiểm Lâm và các ngành chức năng huyện Vân Hồ tập trung triển khai tích cực. Phóng sự sau đây sẽ nói lên điều này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, toàn huyện Vân Hồ có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 70.066,4 ha,
trong đó diện tích rừng các loại là 51.197,6 ha, độ che phủ đạt 56,3%. Vào mùa khô, dưới các tán rừng có thảm thực bì khô rất dễ bén lửa. Trong điều kiện địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, nguồn nước xa, nếu không có các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng tích cực thì khả năng bùng phát cháy rừng là rất cao, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Để chủ động trong việc phòng cháy chữa cháy rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện Vân Hồ đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng trong mùa khô 2016-2017 và kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng từ huyện đến các xã. Đối với Hạt Kiểm Lâm là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, trước tiên là Hạt Kiểm Lâm đã chủ động tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân huyện là xây dựng phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong cái mùa khô hanh. Kèm theo cái phương án đó là Hạt cũng đã tham mưu xây dựng cái kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, cũng như là tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ra cái chỉ thị về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong cái mùa khô hanh. Trên cơ sở đó là Hạt cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức cái hội nghị cấp huyện để ký tổ chức là quán triệt các cái văn bản của cấp trên đối với lãnh đạo các xã. Trên cơ sở đó là tại cái hội nghị đó là Hạt Kiểm Lâm cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện là xây dựng cái bản cam kết để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện về cái công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương. Ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, các kiểm lâm viên của Hạt Kiểm Lâm huyện đã bắt đầu công việc thường xuyên của mình bằng các đợt tuần tra sâu trong rừng, tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động canh tác nương rẫy, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương an toàn cho người dân, xây dựng lực lượng tại chỗ, bám sát địa bàn, khu vực có rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Tổ chức tốt lực lượng để chữa cháy rừng các cấp, đặc biệt là tại cơ sở, để đảm bảo phòng cháy và chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư, hậu cần tại chỗ, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm Lâm huyện tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng đến nhân dân, các cơ quan, trường học bằng nhiều hình thức, đặc biệt là với các xã có rừng, các hộ sống gần rừng, các chủ rừng, xây dựng và bổ sung các biển dự báo cháy rừng, biển tuyên truyền bảo vệ rừng, hướng dẫn nhân dân phương pháp cắt tỉa, đốn củi, phát quang bụi rậm an toàn, đồng thời yêu cầu các hộ trồng rừng và khoanh nuôi rừng chấp hành nghiêm túc những quy định về phòng chống cháy rừng, có sự chuẩn bị khi tình huống cháy rừng không may xảy ra. Để cho nhân dân ý thức được cái việc quản lý và bảo vệ rừng và đặc biệt là phòng chống cháy rừng trong mùa khô ấy, thì Ủy ban nhân xã đã chủ động căn cứ vào các kế hoạch của huyện, của Hạt Kiểm Lâm huyện cũng như là Ủy ban dân huyện, xã đã tổ chức cái hội nghị đông xuân ngay đầu mùa khô của các năm. Trong cái hội nghị đông xuân đó thì Ủy ban nhân xã đã tổ chức triển khai quán triệt các phương án phòng chống cháy rừng và đặc biệt là cái kế hoạch phòng chống cháy rừng mùa khô, và đã tổ chức cho các trưởng bản ký cam kết trực tiếp với Chủ tịch Ủy ban xã. Về phía bản thì các chủ rừng và các hộ gia đình có phát nương làm rẫy, nói chung là có sản xuất nông nghiệp ấy, đều phải tổ chức ký cam kết với lại trưởng bản về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là trong mùa khô hanh. Và để thực hiện đảm bảo tốt cái công tác phòng chống cháy rừng ấy, thì đây cũng là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xã hội hóa. Thì đặc biệt là công tác tuyên truyền, Ủy ban xã rất là quan tâm, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong cái việc quản lý bảo vệ rừng cũng như là cái công tác kiểm tra giám sát đối với cái việc phát rừng làm nương của nhân dân, và đặc biệt là xã cũng là rất là xử lý nghiêm những cái trường hợp mà vi phạm đến cái vấn đề tài nguyên rừng. Sau khi xã mở hội nghị triển khai công tác đông xuân năm 2016-2017 thì đối với chủ rừng chúng tôi sau khi được kiểm lâm địa bàn cũng như là cán bộ xã hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã về tuyên truyền cho nhân dân là đốt nương vào đúng giờ quy định, buổi sáng là từ 5 đến 7 giờ sáng và buổi chiều là từ 17 giờ đến 19 giờ. Và chúng tôi cũng đã hướng dẫn nhân dân là làm cái đường băng cản lửa, tránh cháy lan sang rừng. Và chúng tôi cũng
thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân trong các cái cuộc họp của nhân dân, vận động nhân dân là làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng. Vì vậy là trong mấy năm qua thì đối với bản chúng tôi thì không để xảy ra cháy rừng, và hiện nay là rừng chúng tôi đang phát triển rất tốt. Hàng năm, Hạt Kiểm Lâm huyện tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng huyện tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại một xã điểm, mời đại diện các xã còn lại trong huyện đến quan sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy rừng. Cuộc diễn tập được tiến hành với hai nội dung: chuẩn bị phòng cháy chữa cháy rừng và thực hành chữa cháy rừng với tình huống giả định sát với tình hình thực tế ở địa phương, nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, huy động lực lượng xử lý tình huống cháy rừng. Trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đối với lực lượng Hạt Kiểm Lâm là khó khăn nhất là về lực lượng là rất là thiếu. Bởi vì là có trường hợp tức là mỗi một kiểm lâm viên là phụ trách hai xã. Do vậy rất là khó khăn cho cái công tác tổ chức cái thực hiện bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Thứ hai nữa là đối với các xã là chưa có cái biên chế để cán bộ tức là chuyên trách về cái công tác lâm nghiệp để tổ chức hướng dẫn thực hiện cái công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Để giải quyết những cái khó khăn tồn tại trên thì Hạt Kiểm Lâm cũng có xin đề xuất tức là với các cấp có thẩm quyền là bố trí một cái biên chế về chuyên trách cái mảng lâm nghiệp để thực hiện cái nhiệm vụ hướng dẫn công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở địa phương. Thứ hai nữa là để hướng dẫn các chủ rừng để tổ chức thực hiện trong cái công tác tuần tra cũng như là bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong cái mùa khô hanh. Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định trong công tác phòng chống cháy rừng ở địa phương, nhưng với sự vào cuộc của các cấp các ngành, sự chủ động trong phòng ngừa cháy rừng, huyện Vân Hồ đã và đang bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện trong mùa khô năm nay. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.